Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tipca. Trước mặt chúng ta ngày hôm nay là một chiếc xe ô tô chạy xăng bình thường. Và bất kỳ một chiếc xe chạy xăng nào khi mà mở nắp nhiên liệu ra, chúng ta sẽ thấy là ngoài cái đường ống lớn nhất là để tiếp xăng hay là tiếp nhiên liệu, còn có những cái lỗ ở xung quanh. Vậy thì những cái lỗ này nó có cái vai trò gì? Và trong quá trình sử dụng chúng ta cần phải lưu ý gì? Và có những căn bệnh gì phát sinh liên quan đến cái hệ thống mà có cái lỗ này? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Những chiếc lỗ nhỏ nhỏ ở gần miệng bình nhiên liệu mà quý vị vừa mới nhìn thấy, đó là những chiếc lỗ của hệ thống thông hơi bình nhiên liệu. Và để quý vị quan sát kỹ hơn hệ thống thông hơi bình nhiên liệu và tác dụng của nó, chúng tôi quyết định là tháo hẳn một chiếc xe ra. Đây là bình nhiên liệu của chiếc xe Mercedes-Benz G-Class, kéo dài từ đây đến tận đây. Và do kết cấu của hệ thống khung gầm cho nên là bình nhiên liệu có thiết kế nó hơi phức tạp một tí. Trên các dòng xe cỡ nhỏ thì bình nhiên liệu có thể kết cấu gọn hơn và nhỏ hơn. Ở đây thì được chia làm 3 khoang. Đây là cửa bình nhiên liệu. Khi mà chúng ta bơm nhiên liệu thì nhiên liệu sẽ được bơm vào đây. Và những ống thông hơi, đây chính là những ống thông hơi. Một ống, hai ống và ba ống. Hai ống này được dẫn ra đây, chung một đường ống này ra đây. Và hai đường ống này được bắt vào hai cái tuyô và dẫn lên cửa bình nhiên liệu. Đây, chúng ta có thể quan sát ở đây. Đó. Vậy thì trong quá trình sử dụng xe, một hệ thống thông hơi bình nhiên liệu có thể gặp những sự cố gì? Thì sự cố đầu tiên, theo ghi nhận của các gara đối tác của chúng tôi, đó có thể là sẽ bị tắc. Trên hầu hết các dòng xe hiện đại thì hệ thống thông hơi bình nhiên liệu còn có một cái hệ thống van để đề phòng trong những trường hợp mà khi mà xe bị va chạm, đâm đụng hoặc là nghiêng hoặc là lật xe thì nhiên liệu không bị trào ngược trở ra. Và sau nhiều năm sử dụng, hệ thống van cũng có thể bị kẹt, bị hư hỏng, gây tắc hệ thống thông hơi. Và một nguyên nhân khác có thể là trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa xe hoặc là xe bị va chạm đâm đụng chẳng hạn thì hệ thống thông hơi có thể là bị dập, bị biến dạng và cũng gây tắc. Khi mà hệ thống thông hơi bình nhiên liệu bị tắc thì một trong những biểu hiện mà chúng ta có thể nhận biết là trong quá trình nạp nhiên liệu vào rất chậm và thậm chí là có hiện tượng trào ngược ra ngoài. Vậy thì trong quá trình sử dụng xe, chúng ta cần phải lưu ý những gì để hạn chế những hỏng hóc của hệ thống thông hơi bình nhiên liệu? Thì lưu ý đầu tiên đó chính là chúng ta trong quá trình đổ nhiên liệu, chúng ta cố gắng là chọn những cây xăng của những nhà cung cấp uy tín để hạn chế tối đa cái việc là nhiên liệu bị lẫn tạp chất. Còn nếu như trên hành trình chẳng may chúng ta dọc đường mà bị hết nhiên liệu mà không thể tìm được một cái cây xăng uy tín thì tốt nhất là chúng ta không nên đổ đầy. Chúng ta chỉ đổ khoảng 2/3 bình để hạn chế cái việc là nhiên liệu có lẫn tạp chất tràn lên cả cái hệ thống thông hơi bình xăng. Lưu ý số 2 quan trọng vô cùng liên quan đến sức khỏe của chúng ta, đó chính là khi mà chúng ta bơm nhiên liệu. Đầu tiên chúng ta vặn nắp ra. Nắp bắt đầu lỏng ra, chúng ta sẽ nghe thấy xì một cái. Đó là do nhiên liệu trong bình bay hơi. Chính vì vậy khi mà chúng ta vặn nắp bình xăng ra thì tốt nhất là chúng ta không nên nhìn quá gần vào nắp bình xăng hoặc là quay đi chỗ khác. Trong quá trình bơm xăng, nếu như chúng ta đứng quá gần như thế này, vừa bơm, hơi thì đẩy ra, chúng ta sẽ hít toàn bộ cái hơi xăng, rất nguy hiểm và độc hại. Chính vì vậy mà khi mà trong quá trình bơm xăng, chúng ta tốt nhất là nên đứng tránh xa hoặc là đứng đầu gió. Và lưu ý cuối cùng đó chính là về an toàn. Tại cây xăng thì có thể nhiều xe cùng bơm xăng một lúc, nồng độ không khí tại cây xăng có thể là lẫn rất nhiều hơi nhiên liệu, mà hơi xăng thì bén lửa. Vì vậy mà chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ những cái quy tắc an toàn khi mà nạp nhiên liệu. Ví dụ như là không hút thuốc lá, không nghe điện thoại hay là không phát ra những cái nguồn gây cháy. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau tìm hiểu về hệ thống thông hơi bình nhiên liệu và những lưu ý trong quá trình sử dụng xe ô tô. Và đến đây, không biết là quý vị có còn câu hỏi hay là băn khoăn thắc mắc gì về hệ thống này nữa không? Nếu như còn, chúng ta đừng ngần ngại để lại bình luận bằng cách comment bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tipca.